Mới đây, hàng loạt hình ảnh các anh chàng tóc ngắn, cao to lực lưỡng đi xe máy, mặc váy ngắn trễ vai được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý. Theo chia sẻ của nhiều người, đây là một trào lưu mới nổi và rất hot trên Facebook lẫn TikTok. Cụ thể, các anh chàng này ăn mặc nữ tính hết sức có thể nhưng vẫn để mặc và tóc nam rồi lái xe trên đường. Một số người gọi đây là trào lưu thử làm công chúa một ngày. Có nhiều lời đồn đoán phía sau trào lưu này, một số người cho rằng những chàng trai này do thô độ nên phải ăn mặc như con gái ra đường, vô tình trở thành trào lưu. Một số khác lại cho rằng trào lưu này ra đời sau khi một số anh chàng tức giận khi bị mắng là đàn bà hay mua váy mà mặc vì tranh cãi với các cô gái. Vậy nên những anh chàng này mua váy mặc thật để có thể tha hồ cãi nhau. Dù có không ít phiên bản xoay quanh trào lưu thử làm công chúa một ngày, thế nhưng vẫn không rõ nguồn cơ thật sự bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng trào lưu này khiến nhiều người dở khóc dở cười vì thái độ hài hước của các anh chàng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối cho rằng đây là hành động lố, phản cảm và xúc phạm cả cánh đàn ông lẫn phụ nữ. Hiện tại, những tranh cãi xoay quanh trào lưu mặc váy trễ vai này vẫn được các cư dân mạng quan tâm. Hầu hết các trào lưu trên mạng đều mang tính giải trí cao, đáng yêu và được khuyến khích. Tuy nhiên, trong đó cũng có những trào lưu khiến ngay cả các cư dân mạng cũng cảm thấy khó hiểu. Bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy cùng chia sẻ nhé!